Chào mừng quý vị đã đến với phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, một số ngân hàng thương mại nhà nước vừa thông báo giảm lãi suất cho vay miễn lãi đối với dư nợ của khách hàng bị thiệt hại và ảnh hưởng do cá chết bất thường hàng loạt tại một số tỉnh miền Trung. Ngân hàng Vietcombank cho biết từ ngày hôm qua mùng 4 tháng 5, tất cả các khách hàng có dư nợ chung dài hạn đang bị thiệt hại do hiện tượng thủy hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung đang có mức lãi suất của khoản vay trên 9% một năm sẽ được điều chỉnh ngay về mức 9% một năm. Ngân hàng Agribank miễn toàn bộ lãi của dư nợ đối với khách hàng có thủy hải sản chết do cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. Đối với khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp, miễn một tháng lãi tiền lãi vay của dư nợ bị ảnh hưởng và dừng thu lãi 3 tháng của dư nợ bị ảnh hưởng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết năm 2016 dự kiến kim ngạch xuất khẩu trái cây sẽ đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm trước. Hiện trái cây Việt Nam đã có mặt trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường khó tính. Đặc biệt năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đã khai thác nhiều thị trường mà trước đây chưa đầu tư hoặc là lãng quên như là EU, Canada, các nước ASEAN, Đông Âu, Trung Đông, thậm chí là hướng đến cả thị trường Nam Mỹ. Từ đầu năm đến nay, Cục Bảo vệ Thực vật đã nộp hồ sơ đề nghị xuất khẩu quả tươi của Việt Nam sang Argentina, Brazil, Peru. Hiện các nước này đang xem xét để làm thủ tục tiếp theo cho Việt Nam xuất khẩu trái cây vào. Thông tin liên quan tới 34 ngư dân Quảng Nam bị chìm tàu tại biển Hoàng Sa. Hiện tàu cứu hộ của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đang tìm cách tiếp cận vị trí các ngư dân gặp nạn. Trước đó, vào 23 giờ đêm ngày 3 tháng 5, qua hệ thống ICOM, Trung tâm nhận được tin tàu cá QNA95959TS của ông Phạm Phú Thành gồm 34 ngư dân đang câu mực tại vùng biển Đông Bắc, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì bị một tàu nước ngoài đâm chìm. Một tàu cá khác của Việt Nam đã vớt được các ngư dân. Và cách đây ít giờ, tàu tìm kiếm cứu nạn SAR-142 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn của ngư dân. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị trong những phần tiếp theo của bản tin. Sau 6 ngày diễn ra với hàng loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng các hoạt động cộng đồng đầy sôi nổi, Festival Huế năm nay với chủ đề 710 năm Thuận Hóa Phú Xuân Thừa Thiên Huế, di sản văn hóa với hội nhập và phát triển đã chính thức khép lại. Với chủ đề Huế mãi trọn tình, ngoài các tiết mục mang đậm nét văn hóa Huế, đêm bế mạc còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế như là Hàn Quốc, Mông Cổ. Qua đó tạo sự hòa quyện giữa nét văn hóa Huế với các văn hóa vùng miền khác ở trong và ngoài nước. Đêm bế mạc là một đêm diễn đậm chất nghệ thuật và mang nhiều cảm xúc cho người xem như một lời chào tạm biệt của người con xứ Huế đối với du khách gần xa. Festival về Huế năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Lượng du khách đến Huế đợt này tăng 23% với 250.000 lượt, chủ yếu đến từ Pháp, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Vào rạng sáng nay, ngày 5 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Thống đốc bang Ohio John Kasich, đối thủ cuối cùng của ông Donald Trump trong cuộc đua giành vị trí ứng cử viên Tổng thống, đại diện Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố chính thức dừng cuộc đua. Như vậy, tỷ phú Donald Trump đã chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống duy nhất của Đảng Cộng Hòa và chắc chắn sẽ đại diện cho đảng này ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Thống đốc bang Ohio Kasich tuyên bố dừng cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ một ngày sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz tuyên bố chấm dứt tranh cử. Thua xa ông Donald Trump về số phiếu đại cử tri, ông Kasich lưu lại cuộc đua với hy vọng duy nhất là một cuộc hiệp thương đại hội đảng khi không có ứng cử viên nào đạt đa số phiếu tối thiểu. Nhưng thắng lợi của tỷ phú Donald Trump tại Indiana đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng đó. Bên phía Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders khó có thể là ứng cử viên Tổng thống của đảng này. Tuy nhiên, ông Sanders sẽ còn đeo bám cuộc đua, buộc bà Hillary Clinton phải điều chỉnh quan điểm tranh cử phù hợp với nguyện vọng của khối cử tri, vốn vẫn ủng hộ ông Bernie Sanders. Hôm qua, quân đội Syria thông báo sẽ thực thi lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo trong vòng 48 giờ. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình, quân đội Syria cho biết lệnh ngừng bắn hay còn gọi là cơ chế im lặng sẽ có hiệu lực từ 1 giờ sáng nay, theo giờ địa phương. Quân đội Syria cũng cáo buộc các tay súng đối lập đã nã rocket và đạn cối, khiến hàng chục người dân thường bị thiệt mạng tại thành phố lớn thứ hai của Syria này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga đã thống nhất thực hiện lệnh chấm dứt các hành động thù địch tại thành phố Aleppo của Syria và sẽ phối hợp để tăng cường giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới tại quốc gia Trung Đông này.
Phần điểm tin nhanh của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại vào bản tin 12 giờ trưa nay.